cha cha ra cha la 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 la. Xích lên vừa qua phải. Người lên quá rồi hạ thấp xuống đi. Trời ơi, chị nói sao không hiểu vậy? Trời ơi, còn mỗi một cái bảng cho thuê phòng trọ thôi. Chị ơi, sao chị cứ làm quá lên thế? Chị đã nói em là bây giờ em phải tư duy, em phải sáng tạo. Treo một cái bảng nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật, nó là một công trình. Em treo làm sao để cho bất cứ ai đi ngang cũng có thể đập vào mắt họ, rồi sau đó vừa với tầm nhìn, hợp với tầm ngắm và hợp với cảm nhận được cái thông tin nội dung của nhà mình. Xong. Xấu. Chị đã bảo em treo ở đây để cho hợp với nội dung, hợp với vừa với tầm ngắm, để cho vừa với tầm ngắm rồi nè. Chàng ơi, sao sáng giờ mình không nghĩ ra ta? Vâng, từ sáng đến giờ, 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, chỉ có việc là treo cái bảng thôi ấy chị. Em thật là thông minh vãi chứ. Tại sao sáng không nghĩ ra từ đầu? Em không hiểu. Nhà mình á là có nhu cầu cho thuê nhà. Có hai anh đang đi tới kìa. Anh đang đĩa cái nhà của mình. Rõ ràng là anh có nhu cầu cho thuê nhà. Anh có nhu cầu vô thuê nhà. Chị thích cái anh đeo caravat và sơ mi quần tây rồi đó nha. Đại gia chắc luôn. Eo, trông xén bỏ từ. Em là em thích cả anh mặc áo màu xanh đậm chuối kìa. Thôi, đàn ông con trai gì đâu mà xanh từ đầu tới chân à. Như là con cát Nhật Bản vậy á. Kể đi, cho dù là cát Nhật Bản hay là đại gia gì đi chăng nữa, miễn cái nhu cầu thuê nhà của mình là được rồi. Ô, xin chào. Được đấy. Đàn okay. Ấy ơi, nhìn tướng tá đàn ấy ngon lành, ngon cơm ngọt canh đó. Đàn ấy tên gì, ở đâu, chức vụ gì, làm gì vậy? Đằng này là ôn dịch. Ôn dịch? Đang là trưởng phòng của một công ty trách nhiệm hữu hạn hút hầm cầu. Công việc chính là hàng ngày đi dán quảng cáo trên trụ điện. Trưởng phòng luôn đó. Vậy là hút hầm cầu và dán quảng cáo sĩ đúng không? Đi ngang qua thấy ở đằng trước ấy có dán cho thuê phòng. Thế không biết là nhà mình còn cho thuê phòng nữa nhỉ? Dĩ nhiên là còn chứ. Giá của một phòng là 3 là 5 triệu. Không biết trưởng phòng có tiền thuê không nhỉ? 5 triệu thôi mà làm gì ghê gớm này. Mình thích bạn rồi đó. Vậy bây giờ đằng ấy có muốn đi coi phòng luôn không? Dẹp. Ký luôn. Đem hợp đồng đây ký luôn. Hợp đồng đâu? Đây ký luôn. Nữa rồi đó. Nhanh nhanh cho nó nóng. Đừng lại. Không được đưa hợp đồng cho hắn. Không được đưa hợp đồng cho hắn. Dẹp đi. Thôi nghe chưa? Hả? Nè, ở đâu mà vô lo cho nhà tôi, đâu phải vũ trường đâu vô nhảy như con dòi vậy. Nè, mấy người là ai ở đâu vô đây muốn kiếm ăn hả? Mau bấm nút biến ngay vào luôn, nghe chưa? Nếu không á tôi kéo gia đình ngũ quả của tôi xuống đánh mấy người từ 1m6 xuống còn 1 tấc 6, nghe chưa? À, tôi cũng thuê phòng mà. Trời ơi, thuê phòng. Đúng. Nhà có gương không đi ra nhìn gương, còn nếu không đi ra soi cái vũng nước ngoài đầu đường có đó, coi lại cái bản mặt mình nha. Ở đây người ta đường là một vị trưởng phòng, còn cưng là ai, tên gì, ở đâu, tự nhiên vô đây đòi thuê phòng. Nói ra đây là trưởng phòng à? Trưởng phòng hút hầm cầu sĩ và lẻ. Ui, anh chưa? Trời, sao xoay một vòng cho em coi. Sao không thoải mái đi trưởng phòng? Trời ơi, trưởng phòng là cái đinh gì? Hả? Đây là giám đốc nè nha. Xin tự giới thiệu, tôi tên tiếng Nhật, tôi được cho đi vô đi ra.
tên tiếng Thái Lan là Bona Bona con nam mẹt, và tên Việt Nam là Marco. Công việc hiện tại giám đốc công ty, và thời điểm hiện tại đang làm lái xe ôm chính chủ đó nhờ. Ôi nghe quá vậy sẽ đánh nha. Một bên là trưởng phòng, còn một bên là giám đốc. Cha mẹ ơi, con biết chọn ai bây giờ? Mong là không như tưởng tượng. Trời ơi, ngọt ngào quá. Dạ thưa anh, xin trân trọng giới thiệu, dạ đây là Cầu. Dạ Cầu dịu dàng, nồng nàn và xinh đẹp. Dạ rất mong muốn là chào đón hai anh vào trong phòng và thuê nhà của gia đình Cầu. Dạ. Làm cái gì đây? Cái gì đâu mà ngại ngùng. Giá rẻ gấp 10 lần. Hả? Trời, nó trưng bản lên hồi nào sao mình không thấy vậy? Nè, nè, đi đâu vậy? Ở đâu ra mà nó chưa bản lên nó chuyện mới của mình vậy? Tức quá. Xấu. Dạ. Bây giờ em gỡ ngay cái bản này, mang ngay vào nhà và em làm một cái bản bự để y chang nội dung. Cho thuê nhà giá rẻ gấp 10 lần nhà kế bên. Sáng đến giờ 4 tiếng rồi, giờ bắt em làm nữa làm sao mà em làm nổi. Mà làm như thế thì nhà mình phá sản mất. Không quan tâm, miễn làm sao là nhà mình có khách trọ là được rồi. Thôi. Quan trọng nhất là cái câu ở thử một tháng miễn phí. Nhanh lên. Chị ơi, ở đây có phải cho thuê phòng trọ mà có khuyến mãi không chị? Được hình như ở phí miễn phí một tháng đầu tiên hả chị? Đúng không chị? Đâu có đâu. Trời ơi, đất ơi. Hồi nào? Hồi nãy tôi mới nghe bà nói rõ ràng, giờ bà chói làm sao? Có thể là trong lúc ánh nắng chói chang, trong lòng có chút hoang mang, nói một câu không kiểm soát được nội dung cho lắm. Thực ra thì nhà chúng tôi cũng đang cho thuê, nhưng mà chỉ cho những người có nghề nghiệp ổn định thuê mà thôi. Dạ chị ơi, vợ chồng em cũng có nghề nghiệp ổn định. Vợ chồng em làm ăn mài. Ăn mài mà ổn định là, làm ăn mài cái gì cũng thiếu hết đó chị. Chỉ có tiền là không có thiếu hả chị? Nhưng mà nhà em ý thì không quan trọng vấn đề tiền nong. Thế nhưng mà nhà em là cần phải những cái người mà có sức khỏe. Về chuyện đó hả? Khỏi lo. Chắc tại hai chị nhìn vậy phải không, chứ tôi khỏe lắm. Nè. Tôi khỏe nữa. Trời ơi, khỏe quá. Khỏe hơn dự nhật chị dự quẩn luôn. Chưa hết, còn nữa. Hai người muốn coi cho coi nè. Giới yêu, anh cần một quyền trợ giúp. Được rồi, để đó cho em. Đi chị. iPhone 6. Đi. Gangnam Style. Cứ dễ từ tôi hả? Ủa vợ chồng tôi nhảy xấu lắm hả? Thôi nè, em thấy nhà bên kia cũng sang chảnh lắm. Hay là mình qua bển mình thuê đi. Đúng rồi đó, đi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Làm ơn cho tôi một chút tiền, lại ông đi qua, lại bà đi lại. Nghĩ sao vậy, cho có 7 ngàn vậy hả? Mới nè, không có hên gì hết trơn trời à. Chị làm cái gì đi, thôi chị đứng lên đi. Chị quyết định rồi, có khi là chị sẽ chuyển sang làm nghề ăn mài, chứ chị không bán trái cây, cũng không làm hoa hậu, và càng không lãnh đạo cái nhà ngũ quả nữa. Say nắng rồi chị ơi, đưa chị vô nhà cạo gió đi. Ôi nè, quá xịt. Là mình thoát được, chứ nếu không á gặp phải tụi bất lương nó lừa đảo là chết rồi. Chị, em không biết chân em nó đập, tim em nó run rồi sao? Khủng quá, người ta nói là tim đập chân run. Tim em nó đập, chân em nó run. Em là còn may mắn á, em biết được quả tim em vẫn còn đang đập,
Chị còn đang thắc mắc là không biết quả tim chị nó rớt chỗ nào ngoài cổng nữa. Để em đi tìm. Thôi mà nói nghe nè. Hả? Phải công nhận là chị may mắn thiệt. Ở trong túi chị á, lúc này có quá trời tiền luôn. Chứ phải móc cái sắp này ra là chết rồi. Giờ này mình phải cho cái cặp ăn mày đó nó thuê nhà mình rồi đó. Em thấy hay quá. Đúng đấy. Rồi mình là trong cái rủi là cũng có cái may. Mà trong cái may là nó có cái hên. 66. Dạ. Nếu như trong vòng 1 giây nữa cái sắp tiền đó nó không xuất hiện trước mặt chị thì em sẽ là người ra đường ăn mày đó. Bài đó. Thì cái gì nữa vậy? Có khách. Làm cái gì mà rần rần, đó là thiệt kỳ ghê vậy. Lấy em ra mở cửa khách đi. Ủa sao đi đường đó? Mình phải đi đường này chứ đi đường nào? Mình phải đi leo vào cửa sổ vào. Leo cửa sổ vào xong rồi cứ chui lên trên cái trần nhà trên á. Nhìn xuống quan sát à, tôi thấy là nó được. Tôi thích. Leo cửa sổ? Đúng rồi. Đâu có việc gì đâu mà phải ngạc nhiên đâu, phải xoắn lên vậy. À, có lẽ là ngạc nhiên là không biết tôi là ai từ đâu đến đúng không? Được, xin trân trọng cho chị được biết tôi là Nguyễn Đạo Tập. Nghe cái tên là thấy không có lương thiện rồi đó. Chị cứ bình tĩnh nha, nghe hết đi. Nghề nghiệp, ăn trộm. Sở thích, ăn trộm. Ước mơ của tôi là sẽ trở thành một tên ăn trộm nổi tiếng thế giới, đẳng cấp quốc tế. Đẳng cấp quá. Vâng, dạ. À, xin giới thiệu với bà, chị là tôi năm nay đã được 27 cái xương xanh. Dạ. Mà hết 10 cái xương xanh là được ăn cơm nhà nước rồi. Cho nên 10 cái xương xanh á, ăn cơm nhà nước là làm sao? Là đi tù đó má. Gì chứ đấy ngọt, có bà chị đấy ngọt. Chân mà đã đập và chân mà đã run rồi. Dạ, xin phép bà chị được ngồi ha. Dạ, không giấu gì bà chị, hôm nay là ngày đầu tiên em ra tù. Đó, em định tìm một cái chỗ ở nhưng mà nó ổn định. Đó, để em ổn định công việc của mình. Em đang lang thang bất chợt đôi mắt em tia vào nhà chị. Em thấy cái bảng cho thuê phòng trọ cho nên em vô thuê luôn. Hả? Ý cậu nói là cậu muốn phòng của nhà tôi á hả? Chính xác. Chị bảo trọ. Đi đâu? Lẹ lên. Hai con Nguyễn sọc dưa này. Sao nó bỏ tôi một mình vậy? Bà chị cứ bình tĩnh. À, tôi rót nước cho bà chị uống nha. Tự nhiên như nhà của bà chị, không có việc gì phải xoắn lên như vậy. Cậu uống tự nhiên. Cậu nuốt luôn cái ly cũng được nữa. Không, tôi chỉ cho phép uống nước thôi, ly trả lại. Chuyện này như vậy bà chị cứ yên tâm. Là công việc của tôi là chuyên hoạt động về đêm. Mà cái căn nhà mình rất là phù hợp. Khi nào cần thì tôi chỉ cần đu dây từ trần nhà leo xuống. Vậy là xong. Giờ sao? Bà chị có cho tôi thuê không? Xin lỗi cậu, nhà tôi có người thuê rồi. Bà chị cái mặt nhìn như vậy mà tại sao lại nói xạo quá vậy? Hồi nãy tôi mới thấy là bà mới đuổi hai vợ chồng ăn mày ra làm gì có người thuê rồi. Đúng không? Giờ sao? Có cho tôi thuê không? Không. Có ai không? Không, không là không, không. Có ai không? Có. Thích vậy. Cảm ơn. Hợp đồng này đúng không? À, xin phép em ký trước luôn nha. À, xong. Quyết định vậy nha. Sáng mai tôi sẽ dọn đồ đến đây sớm. Yêu cầu bà chị á, kêu hai con ô xin hồi nãy á, lau dọn phòng cho nó sạch sẽ. Và bắt đầu từ khi tôi đặt chân vô cái ngôi nhà này ở, không có ai được quyền bén mạng cái phòng đó. Hiểu không? Hiểu không? Trời ơi trời. Mà sao ông nội nữa vậy trời. Bắt tài chào cái coi. Thôi khỏi chào đi. Đi tự nhiên nha. Vậy đi. Chào bà chị nha. Hẹn mai gặp lại. Trời ơi, thằng có hồn cát đảng. Tao nói cho mày biết nha, không bao giờ tao cho mày thuê nhà. Cái thứ của mày á, mày ngon mày. Cái thứ gì? Thứ mấy? Thứ bảy chủ nhật thứ hai. Rồi quyết định vậy đi. Biết sao? Nãy vô đường kia phải về đường kia. Về đường này là sai nguyên tắc làm ăn trộm. Quay lại. Chào bà chị. Giờ cái gì? À, sợ rớt cái bình hả? Chào. Cái gì vậy? Đúng rồi đó. Ai đó? 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 Ai đó?
cái gì nữa. Đừng có nói khách, khách tới thuê nhà hả? Không, nghỉ rồi, không cho thuê nhà nữa. La 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 la